365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 30 tháng 5. Lời Chúa: Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lành mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi? Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh, nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Lời Thánh Y Nhã: Hãy tìm kiếm một sự hoán cải và thay đổi toàn vẹn. Suy niệm: Trong cuộc sống, người ta thường nói cần phải giữ một mức quân bình, không nên nóng cũng không nên lạnh. Tuy nhiên, cái sự quân bình và trung dung đó khác với những gì được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Hâm hẩm chỉ một tình trạng thiếu quyết đoán, lưỡng lự, nước đôi và đồng thời là thiếu can đảm. Để việc thay đổi được thành công, nó hệ ở hai điều: tìm ra ý nghĩa sống và hành động theo ý nghĩa đó. Nếu không thể tìm ra ý nghĩa cuộc sống, thì ta chẳng biết thay đổi như thế nào. Và nếu chăng khi tìm ra được ý nghĩa rồi nhưng không thay đổi, sẽ chẳng dẫn tới đâu. Đức Giê-xu là một mẫu gương tuyệt vời về sự quyết đoán và nhất quán. Trong tiến trình nhận ra ơn gọi Con Thiên Chúa cứu chuộc của mình, Ngài vẫn luôn kiên quyết dấn thân hết mình trong hành trình đó, cũng như chưa bao giờ ngừng thay đổi và phát triển bản thân từng ngày để có thể hoàn thành cuộc sống đầy ý nghĩa ấy. Trong năm Y Nhã, lời Thánh Y Nhã nhắc nhở ta về một sự hoán cải bắt đầu từ sự tìm kiếm và thay đổi. Hơn nữa, tinh thần Magis, một sự biến đổi toàn vẹn, là điều Thánh Nhân đề cao hơn cả, không chỉ trong nhất thời, lúc nóng, lúc lạnh, nhưng là toàn vẹn. Hồn sống trong ngày: Dẫu biết rằng sự hoán cải và thay đổi toàn vẹn là điều không mấy dễ dàng, thế nhưng tôi có dám bắt tay hành động để thay đổi hay chỉ dừng lại ở ý muốn mà thôi? Những quyến luyến lệch lạc sẽ mãi còn âm ỉ cháy trong tâm hồn ta, và đến một ngày nào đó nó sẽ bùng lên nếu như ta không đoạn tuyệt cách dứt khoát. Vì thế, tôi tập buông bỏ những thứ không cần thiết và những điều ngăn cản ta đến với sự thay đổi toàn vẹn. Nỗ lực và dứt khoát để chọn lựa giữa việc theo lối mòn hay đứng lên, giữa thay đổi bề ngoài hay tận căn. Lạy Chúa, xin Ngài luôn đồng hành, thêm sức để con thêm mạnh mẽ và vững vàng vượt qua được những yếu đuối cũng như những rào cản khiến con không thể có được sự hoán cải đích thực. Có nghe tiếng gọi từ trái tim. Có nghe tiếng gọi vang đâu đấy.
như xưa vua thế trần loan tin cho thần dân. Ai muốn được cùng chung với ta đi khắp miền nhọc lao với ta. Đó là tiếng gọi cao quý thay. Đó là tiếng gọi của người yêu tôi đây. Giêsu vua vĩnh hằng hôm nay kêu mời tôi. Ôi tiếng gọi làm sao dám mơ, có lẽ nào dạ điếc ngó lơ. Lặng nghe người chờ. Ta muốn chinh phục muôn người khắp thế gian. Ta muốn ôm trọn định thù và lương dân. Thì ai theo ta trong lao nhọc sẽ sống với ta trong vui người. Ai theo ta trong đớn nhục sẽ cùng với ta trong vinh quang. Xin quyết chọn Chúa làm mẫu gương con noi theo. Dẫu chịu sỉ nhục khó nghèo và khinh bán, Giêsu con mến yêu, con dâng cho đời con. Chúa mới là nguồn ơn cứu con, Chúa chính là tình yêu của con. Giêsu con mến yêu, con dâng trọn mình con. Chỉ nhớ và chọn cả trí khôn, ý chí và tự do của con. Chỉ mong đơn khinh bán. Giêsu con mến yêu, con dâng cho đời con. Chúa mới là nguồn ơn cứu con, Chúa chính là tình yêu của con. Giêsu con mến yêu, con dâng cho mình con. Chỉ nhớ và chọn cả trí khôn, ý chí và tự do của con. Chỉ mong gần người. Ai đi gieo trong lệ đắng sẽ gắn với ta trong vui cười. Ai theo ta trong đớn